Hello mọi người, Fun Channel Citify hiện giờ đang ở thành phố Riverside, California. Tối nay là có sự kiện là Christmas Light Party, là đêm Giáng sinh đó. Hỏi cho nên đèn. Đây mọi người bắt đầu tập trung. 9 giờ mới bắt đầu, bây giờ nhiều người đã đến rồi nè. Đây thành phố Riverside, thành phố cổ rất là đẹp. Nghe giờ họ đang chuẩn bị đó, xe ngựa. Các người rất hân hào. Giờ công tác chuẩn bị, mọi người tụ tập here, ăn uống. Các người dễ thương ha. Tối nay là phải diễu hành đèn. Con đường này sẽ được đóng mà đèn gọi là rực rỡ. Hiện giờ còn sớm. Đây là nhà hàng Elephant Thai Cuisine. Chắc kỳ vô đèn cái đã. Rồi ngồi coi. Đây là building của nhà Bang Bell Hongo. Mình đang ở trên đường Mission Inch, thành phố Riverside. Cách nhà mình chắc cũng khoảng 40 mile. Con đường này là giờ còn sớm, người ta tụ tập ăn uống, chút nữa là coi diễu hành đẹp. Ở đây là mấy xe đạp điện này, xe đạp điện, hình như là sao? Xe đạp thường. Wow, rất là động. Bắt đầu chưa ha. Con đường đám hết, chút nữa sẽ thành mọi người rực rỡ ánh đèn, vui chơi về đêm. Functional 65.